Khom Lưng là dự án phim cổ trang mới nhất của Tống Tổ Nhi và Lưu Vũ Ninh xoay quanh câu chuyện tình yêu ngọt ngào của mỹ nhân Kiều Man và tướng quân Ngụy Thiệu. Kiều Man sinh ra trong một gia tộc binh lực yếu, cần phải có sự che chở bảo vệ của người có uy quyền. Chính vì vậy, cô bị ép gả cho mãnh tướng Ngụy Thiệu, làm dâu một gia tộc lừng lẫy, tiếng tăm. Sau khi bị gả đi, cuộc sống của Kiều Man gặp phải vô vàn khó khăn, nhất là phu quân lạnh lùng của cô, luôn xem cô như vô hình. Thế nhưng, sau nhiều sóng gió, Kiều Man đã chinh phục và thu hút được Ngụy Thiệu, cùng nhau viết nên một câu chuyện tình yêu ngọt ngào. Bộ phim đã chính thức đóng máy cách đây không lâu, tuy nhận về không ít ý kiến trái chiều về chất lượng diễn viên. Thế nhưng sau khi xem những đoạn trích của phim, khán giả bất ngờ quay xe khi được chứng kiến vẻ đẹp đến nao lòng của Tống Tổ Nhi. Lưu Vũ Linh cũng mang đậm khí chất của một mãnh tướng uy quyền. Cả hai rất đẹp đôi khi ở cạnh nhau, vì vậy cộng đồng mạng đang rất mong chờ ngày bộ phim lên sóng. Ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.